Hi, chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em sẽ tiếp tục quay clip ghe cá lóc. Các bạn sẽ tiếp video nha. Trên màn hình Tân cùng anh Quỳnh và anh Mẫn bên kia. Xíu mấy anh em sẽ ghe đây. Các bạn sẽ tiếp video nha. Bây giờ mấy anh em đang chọn cần để kiếm đây nè. Mấy anh em tiếp tục nữa nha. Đây từng dắt nha anh em ơi, nhà phân nè. Ồ, phân đi lễ luôn. Đây ở miền Tây thì nói chung là ở mùa này thì có hơi nước rồi, bây giờ dắt dữ lắm, đi cỏ rồi phải cẩn thận. Dắt thì nói chung là nó cũng không có nguy hiểm, nó chơi no nó ngưng rớt khai mình ngứa. Anh câu mà chơi môn này chắc lâu dữ anh mình. Đó giờ hạ cá lóc còn bự nhất là nhiêu ký? Ký 8. Ký 8 à? Cá đen mình ha, cá đồng ha. Ký 8 là không bắt ở chỗ trước, bắt ở bên ủy ban con ký 7. Đạt cái lục rồi bắt ở chỗ Hồ Sen, anh còn ký 8 đó. À, ở ngoài cậu 61 đó hả? Trời trời, ngoài đó có cá lóc kia còn ký 8. Dữ vậy. Lóc còn ký 8 thì bự lắm á, nó đâu có thua con nãy đâu. Nó không thua nhiều chứ. Đây, tiếp tục mấy anh em cũng xài nhái thiệt nha các bạn. Cái này thì nói chung cá nó cũng như mình, nó cán chọn nó ăn đồ đồng không à. Đồ công nghiệp nó không chơi. Đây, bây giờ do cái góc này kia quất quá cho nên mình phải chọn cái vị trí này để quay các bạn. Bên đó quất lắm cả nhà. Chào cả nhà nha, đây không xong thì mấy anh em đi các bạn ơi, đây dắt đeo quá xa chịu không nổi. Chào cả nhà nha, giờ tiếp tục cả nhà ơi. Giờ mấy anh em tiếp tục. Lên. Dạ. Lúc nào em hỏi kiếm mấy chỗ ngon ngon. Hú và quay. Đây, Mẫn đang ghê trên kia các bạn ơi. Do trái nắng thì mình dính luôn kìa. Lên con đầu tiên luôn các bạn ơi. Ồ. Ê. Vô. Vậy. Rồi con cá 4 kg các bạn ơi. Con cá 4 kg. Hả? Cầm con cá không có lại trong bờ quay ra táo luôn. Vậy đó. Má chàng cá. Cá lóc ký nha. Chục con ký. Đó, ở đây có nhớt rồi đó. Cuối cùng Mẫn đã ghi bàn các bạn. Lọt kẻ được cái clip đầu hang. Đầu hang mới cá. Gì đó hả? Câu nào? Bự chứ không? Cái này mà đi thượt ếch rồi ha. Đó, tẩm như kia khó. Ô bày à. Đậu. Câu dính thì lâu mà thoát ra là mau. Hai chào cả nhà nha, bây giờ mấy anh em tiếp tục đi cả nhà. Ở đây không mê không, bây giờ mấy anh em lại mấy cái điểm chính đằng kia. Ở đây mình câu dạo. Thấy à, thấy à. Đây có bầy nè. Mẫn.
thoải mái đi, quốc đại đi. Cá hăng các bạn ơi. Nhả hả? Cứ đóng đại đi, thoải mái. Dính cá hôm nay các bạn. Dính rồi. Ô bự. Ôi trời ơi. Sảy luôn hả? Trời. Cá chặt nửa ký á. Con cá bay luôn trời. À, nó cái cục đó gặt con cá nè. Còn ăn. Còn ăn hả? Trời ơi, cá bay lên luôn. Cá bự trời. Cá bự trời bá luôn, cá nửa ký á. Nửa ký tới 600 gram chắc luôn. Quá đã các bạn ơi, có cá bự nha. Cá còn đâu đó đó. Lấy lưỡi nhỏ hơn hay gì? Lấy lưỡi nhỏ. Nó này bự quá nàng không hết các bạn. Không phải, nó nhỏ quá, nó nặng không giật, nó không có sập. Không có sập. Ủa, lấy đồ bấm mỏ thôi. Lấy đồ bấm mỏ. Có lý, có lý. Đây, tiếp tục các bạn ơi. Có tương lai nha. Giật văng cá lên trang như cá lóc hồi nãy bay lên ha. Hàng khủng nha các bạn ơi, chạy dưới này có hàng khủng. À, con cá chắc bằng bắp chân. Bự. Cá chắc cỡ 600 gram. Nghe không? Cái này nghe không? Cá bự hơn hả? Cá này không hả? Ông giật lên nguyên con. Ông đóng cái lên nguyên con. Nãy nãy sao nó gã ra trời. Giả dạ. Dạ, hai bầy giả dạ, coi chừng là bị mất con rồi đó. Không có bầy gì bị kẹt mất con không đâu em đang coi bầy đó. Có bầy đó hả? Con lên ra nó quá nó nằm mấy bên đó, bên đó luôn vậy ha. Đi lên trên kia rồi kìa. Rồi rồi. Nãy nó táp dữ không? Nó táp nhẹ heo rồi đó. Nhẹ heo ha. Giống giống như cá nãy. Kéo tới bả xuống thì nó dễ hơn cá rồi. Cho mấy cá này dữ lắm, dính rồi là thả xuống nó cũng quất nữa à.
vậy lên tuốt trên kia gì ha. Đó. Dính nè. Ơi, cá nhỏ. Á, vướng vướng vướng. Sảy luôn hả? Mẹ vướng trời. Sảy cái nữa rồi. Cá cá này bằng dùng tay nè. Trời ơi trời. Vướng góc bình bát. Dính thêm cái góc này nữa. Cá lóc gâu không. Thấy nó giật mồi rõ ràng trời ơi lụm liền. Dính nguyên con luôn. Dướng 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 góc á. Dướng góc bình bát đẳng. Tiếp tục sổng cá các bạn ơi, đây địa hình không đẹp các bạn. Đây có cá bự, có cá nè mà địa hình nó yếu quá. Có cá. Ừ. À, chào cả nhà nha. Đuối quá cả nhà ơi, đeo con cá này quá khôn rồi. Giờ nó dẫn bầy đi tùm lum nhưng không biết đường. Không biết chỗ nào luôn. À, giờ mấy anh em có lẽ là kết thúc clip tại đây cả nhà ơi. À. À, bây giờ Tân chia tay anh Huỳnh cả nhà ơi, hy vọng mấy anh em sẽ tiếp tục quay clip cho cả nhà một thời gian gần nhất nha. Rồi em ba anh Huỳnh. Rồi bye bye em Mẫn, Mẫn bây giờ cái bụng sẹt luôn rồi. Giờ này cũng gần 12 giờ trưa rồi, giờ mấy anh em về cả nhà ơi, cơm nước đồ. Bye cả nhà nha. Nhớ là cái kênh để xem nhiều clip mới của kênh Cá Lăm TV nha.